Hôm nay, Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Long khóa 9 tiến hành kỳ họp thứ 16 bất thường để thực hiện công tác cán bộ và xem xét thảo luận. Sáng ngày 16 tháng 3 năm 2020, Hội đồng Nhân dân tỉnh khai mạc kỳ họp thứ 16 bất thường, xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng. Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân tỉnh thảo luận, quyết nghị thông qua 11 nghị quyết quan trọng về sắp xếp, sáp nhập các ấp khóm của thị trấn Cái Nhâm, huyện Mang Thít, quyết định số lượng người làm việc, chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định 68 trong các đơn vị sự nghiệp công lập và biên chế hội năm 2020, quy định số lượng chức danh mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách, mức khoán kinh phí hoạt động cho các tổ chức chính trị, xã hội ở xã, phường, thị trấn, ấp, khóm, khu trên địa bàn tỉnh và nhiều chủ trương, chính sách của địa phương về phát triển kinh tế, xã hội. Tại kỳ họp, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tiến hành bỏ phiếu bầu bà Nguyễn Thị Quyên Thanh, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo, giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021. Phát biểu tại kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Rón nhấn mạnh, bên cạnh công tác phòng chống dịch COVID-19, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Vĩnh Long đang tập trung chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, nghị quyết năm 2020 của Tỉnh ủy. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu Hội đồng Nhân dân tập trung thảo luận, phân tích, đánh giá, làm rõ những mặt tích cực cũng như những hạn chế, yếu kém và tác động để từ đó xây dựng các chủ trương, chính sách sát thực tế, tháo gỡ được những khó khăn vướng mắc trong triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2020. Kinh qua nhiều vị trí công tác khác nhau trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.